vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới hôm nay có nội dung chính như sau. Với 100% số phiếu tán thành của các đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3. Tân Hoa Xã đưa tin, cuộc bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch nước Trung Quốc với ứng cử viên duy nhất là ông Tập, 69 tuổi, đã diễn ra sáng nay ngày 10 tháng 3, trong phiên họp toàn thể thứ 3, kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14. Hội nghị cũng tín nhiệm bầu ông Tập làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 3 liên tiếp, ông Hàn Chính làm Phó Chủ tịch nước thay cho ông Vương Kỳ Sơn và ông Triệu Lạc Tế làm Chủ tịch Quốc hội khóa 14 thay cho ông Lật Chiến Thư. Nhiệm kỳ thứ 3 của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ kết thúc vào năm 2028, ghi dấu việc ông sẽ trở thành nguyên thủ nắm quyền lâu nhất ở Trung Quốc thời hiện đại. Ông Tập đã cam kết trung thành với Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đại lễ Đường Nhân dân ở Bắc Kinh trong kỳ họp sáng nay. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội Trung Quốc cũng biểu quyết thông qua dự thảo quyết định về phương án cải cách bộ máy quốc vụ viện, dự thảo thể lệ bầu cử và quyết định bổ nhiệm tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14.